Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng đến viếng nhà thờ giáo xứ Nghi Xuân. Và đây là một ngôi nhà thờ rất độc đáo, thuộc giáo hạt Gia Nghĩa, giáo phận Ba Mê Thuật. Chúng ta đang đứng trước cổng nhà thờ, đây là một cái cổng được xây theo kiểu tam quan. Của thời xưa của người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta đi thêm một cái dốc dài theo trình đồi. Từ cổng đi vào nhà thờ chúng ta theo một con dốc dài. Vì nhà thờ được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi có tầm nhìn rất đẹp. Xung quanh nhà thờ được rào bởi những cột đá là sản phẩm của cái vùng Đắk Nông này. Nhà thờ nằm ở địa bàn xã Nâm Nê Giang, Đắk Song, huyện tỉnh Đắk Nông. Từ cổng đi lên nhà thờ cũng là một đoạn đường dài và hai bên người ta trồng những hàng cây bóng mát. Bây giờ chúng ta đi lên nhà thờ nhé. Từ trạm thu phí Đắk Song trên quốc lộ 14 đi thêm hơn 1 km về hướng Bắc đến ngã tư cầu 20, rẽ trái đi khoảng 8 km nữa sẽ đến nhà thờ Nghi Xuân. Đây là trước mặt ngôi nhà thờ. Phía bên trái có một tiểu cảnh như một ngọn đồi nhỏ và có con bò đang gặm cỏ. Đây là cửa chính của ngôi nhà thờ. Nhà thờ làm toàn bằng gỗ. Và phía bên phải là đài Lòng Chúa Thương Xót. Đây, cửa chính của ngôi nhà thờ cũng khắc những hình ảnh lối khắc nổi rất đẹp và có hình Chúa Chiên Lành, Chúa đang cởi đang cõng một con chiên và hình rất là sống động, rất có hồn. Sơ lược hình thành. Và đây là ngôi thánh đường của giáo xứ được khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 8 năm 2012 do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản chủ sự, đặt viên đá xây dựng vào 7 tháng 3 năm 2013 và do Tổng giám mục Leo Bôn chủ sự thánh lễ cung hiến ngày 9 tháng 12 năm 2015. Sơ lược hình thành, từ những năm 1977 có khoảng 30 gia đình Công giáo từ Bình Sơn, Quảng Ngãi đến vùng đất Nghi Xuân lập nghiệp. Vùng đất Nghi Xuân thời kỳ trước năm 1975 đã có dân cư sinh sống. Càng ngày số giáo dân từ các miền đến đây càng tăng và ngày 25 tháng 1 2005, Đức Tổng giám mục Ban Mê Thuật nâng Nghi Xuân lên hàng giáo xứ. Và linh mục chính xứ là cha Giuse Trần Ngọc Đại. Chiều rộng của nhà thờ cũng rất rộng và cảnh ở đây cũng rất đẹp. Và đây là mặt bên phải của nhà thờ. Mặt bên phải nhà thờ cũng có rất nhiều hàng cửa, cửa sổ và cửa chính. Đều ráp những ô cửa sổ vuông.
và cửa ra vào ở bên cũng khá rộng. Trên hành lang người ta cũng xếp những hàng ghế làm bằng xi măng giả gỗ. Và những hàng cột sơn màu son đỏ. Bao quanh rất đẹp. Hiện nay số gieo dân là 3.815 nhân dân, trải dài trên địa bàn xã Đâm Nê Giang và một phần xã Đắc Nân Dung. Trải qua ba thăng trầm của cuộc sống, cộng đoàn giáo dân Nghi Xuân đã chung tay xây dựng ngôi thánh đường bằng gỗ từ ngày 7 tháng 3 2013, và được Đức Tổng Giám mục Leopoldo cung hiến ngày 9 tháng 12 2015. Đây là phía sau của nhà thờ, chung quanh cũng những hàng cột. Và phía ngoài là cũng có cây lan can làm bằng xi măng giả. Các cây thô sơ và cột bằng dây thừng khá độc đáo. Và tiếp theo là những bãi cỏ xanh. Đây là phía sau nhà thờ là nhà xứ các bạn. Đến ngày 27 tháng 1 2018, cha Tôn Nguyễn Phi Hùng về quản xứ giáo xứ Nghi Xuân. Là phía bên phải nhà thờ, một ngôi nhà dài, có lẽ là nhà thờ cũ, bây giờ là nhà mục vụ. Và dọc theo con đường là 17 chặng đường thánh, là 7 chặng đường thánh giá, chia đều hai bên, bên kia một nửa, bên là một nửa các bạn. Và chung quanh nhà thờ người ta không trồng những cái cây cao bóng mát, nhưng mà người ta thiết kế những bãi cỏ xanh mướt rất đẹp. Đây là mặt trước của nhà thờ. Nền rất nổi. Trên các xà cũng có khắc những cái hoa văn khá độc đáo. Và bên mặt bên trái của nhà thờ cũng có những dãy ghế. Làm bằng xi măng giả gỗ. Và cái phía ngoài cũng có hàng lan can làm bằng xi măng giả thành những cây thô sơ ở trong rừng, và cũng cột bằng những sợi dây thừng rất là hay, rất đặc biệt. Những hàng cột thẳng tắp màu nâu đỏ như son chạy dài bao quanh, phía dưới là những thảm cỏ xanh mượt như nhung.
phủ xanh những ủ đất nhấp nhô gợn sóng. Vài cây cảnh, cây đá được trồng xen kẽ nhau thưa thớt một cách hài hòa. Và giữa không gian với màu xanh biếc của thảm cỏ, màu nâu xám của cây đá, màu đỏ son của hàng cột, cộng với cái màu vàng của ghế đá bên hiên, những màu sắc này không chói lòa rực rỡ nhưng nhẹ nhàng tô điểm cho nhau, như làm nổi bật lẫn nhau và làm sáng lên chung quanh ngôi nhà thờ to lớn với màu sắc u trầm cổ kính. Và đây là khoảng không gian rất đặc biệt, rất tuyệt vời các bạn. Một cảnh sắc rất mê hoặc. Ngôi nhà thờ toàn bằng gỗ, đá trồng chung quanh, đá làm hàng rào và đá dựng các đài thánh, hầu hết đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Phía sau là nơi giam cung thánh, cũng có hai tầng mái như một cái tháp nhỏ làm cho giam cung thánh thêm sáng nhờ những hàng cửa sổ trên cao. Ở đây là đài thánh Giuse mé bên sân trái nhà thờ. Các cột đá hình vuông, hình lục giác được dựng lên một cách thẩm mỹ và tượng thánh Giuse được đứng trên cao, rất ra độc đáo. Ngôi nhà thờ rất đặc biệt, rất đẹp và cổ kính các bạn ạ. Tượng lòng Chúa thương xót cũng rất đẹp. Đây là trong nhà thờ. Trong nhà thờ hai bên cũng có hai hàng cột và ghế của giáo dân ngồi làm theo một kiểu cách cũng rất đẹp. Trong nhà thờ cũng rất sáng các bạn ạ. Và tượng Chúa chịu nạn thay vì đóng đinh thì dùng hai cái dây thừng để treo lên. Nó cũng rất khác biệt với các nơi khác. Trước đài Đức Mẹ người ta làm một cái hồ nhỏ trồng sen hay súng gì đó. Mùa này không có hoa. Và Đức Mẹ cũng đứng trên đài đối diện với Thánh Giuse ở bên kia. Các cây đá cũng được xếp đặt theo một cái hình rất tự nhiên, rất đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi và xin nhớ xem tiếp các video khác nhé. Thân ái chào tạm biệt.
Một lần đến viếng nhà thờ giáo xứ Nghi Xuân. Xin chào tạm biệt. Làm bài như chung.